Tin thế giới, ông Putin ký lệnh trả đũa mới, thúc giục phương Tây ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine. Tướng lục quân Mỹ làm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh trong NATO. WHO báo cáo ít nhất 228 trường hợp có thể đã mắc viêm gan cấp tính ở trẻ em. Béo phì có thể gây ra cái chết cho khoảng 1,2 triệu người ở châu Âu. Hồng Kông tụt hạng trong bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới. Tin Việt Nam, nhiều tỉnh thành bùng nổ khách du lịch trong 4 ngày nghỉ. Thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến, các mốc thời gian cần lưu ý. Long An dừng giải quyết thủ tục đất đai tại các khu vực đã quy hoạch. Quảng Bình hư hại hơn 13.000 hecta lúa, Quảng Trị nguy cơ mất mùa. 7 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải quay đầu, hạ cánh tại sân bay khác. Nguy cơ sập gầm, gần 200 chiếc Toyota Rise bị thu hồi tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Hằng Lâm mời quý vị cùng Khỏe Tự Nhiên cập nhật tin tức trưa ngày 4 tháng 5. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu là các tin tức ở châu Âu. Ông Putin ký lệnh trả đũa mới, thúc giục phương Tây ngừng chuyển vũ khí cho Ukraine. Hôm 3 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin ra sắc lệnh mới trừng phạt phương Tây. Theo đó, các cá nhân và quốc gia nằm trong danh sách không thân thiện của Moscow sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với người Nga, bị cấm mua các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa công bố danh sách cụ thể trong diện bị trả đũa. Theo Reuters, Moscow có 10 ngày để lên danh sách các cá nhân và thực thể nước ngoài bị nhắm đến, cũng như xác định tiêu chí bổ sung cho một số giao dịch có thể bị hạn chế. Cũng vào ngày hôm qua, trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Putin đã đề nghị phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong cuộc thảo luận, ông Putin cáo buộc phương Tây đã làm ngơ các hậu quả chiến tranh do quân đội Ukraine gây ra tại các thành phố và làng mạc ở vùng Donbass. Theo nhà lãnh đạo Nga, phương Tây có thể giúp đặt dấu chấm hết cho điều này bằng cách gây áp lực lên chính quyền Kiev và ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó, ông Putin cũng nói rằng Nga vẫn sẵn sàng đối thoại, tuy nhiên Ukraine không sẵn sàng hành động một cách nghiêm túc. Ukraine từng nhiều lần phủ định các cáo buộc gây nên hậu quả chiến tranh nghiêm trọng tại Donbass. Đây là cuộc điện đàm lần đầu tiên giữa ông Macron và ông Putin kể từ khi ông Macron tái đắc cử ghế lãnh đạo nước Pháp vào hôm 24 tháng 4. Cuộc trao đổi diễn ra chỉ 3 ngày sau cuộc nói chuyện giữa ông Macron và Tổng thống Zelensky, mà trong đó Pháp cam kết tăng viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Tướng lục quân Mỹ làm tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh trong NATO. Hôm 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử tướng lục quân Christopher Cavoli vào vị trí tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh trong khối NATO. Đảm nhận vị trí mới, ông Cavoli sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy 100.000 lính Mỹ và 40.000 binh lính các nước trong liên minh đang được phân bổ trên khắp châu Âu, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Cũng trong ngày hôm qua, bà Oana Lugescu, phát ngôn viên của NATO, đã xác nhận trên Twitter rằng Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã phê duyệt đề cử ông Cavoli. Bà Lugescu cũng cho hay, tướng Cavoli sẽ giám sát lực lượng không quân của NATO, lực lượng thường xuyên bay khắp châu Âu để theo dõi các máy bay Nga. Dự kiến buổi bàn giao chức tư lệnh tối cao sẽ được tổ chức tại Mỹ trong mùa hè này. Ông Cavoli hiện là tư lệnh lực lượng lục quân Mỹ tại châu Phi và châu Âu. Ngoài ra, ông cũng là một chuyên gia về khu vực Á-Âu với kinh nghiệm tham chiến tại Afghanistan. Chuyển sang tin tức về sức khỏe, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Ba ngày 3 tháng 5 rằng họ đã nhận được báo cáo về ít nhất 228 trường hợp có thể đã mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em trên toàn thế giới. Đại diện WHO Tarik Zasarevic cho biết, tính đến ngày 1 tháng 5, ít nhất 228 trường hợp có thể đã mắc viêm gan cấp tính đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia và hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra. Như trước đó, Khỏe Tự Nhiên đã đề cập, Bộ Y tế Indonesia cho biết hôm thứ Hai ngày 2 tháng 5 rằng ba bệnh nhi ở nước này đã tử vong vì viêm gan cấp tính vào tháng 4, nâng tổng số ca tử vong toàn cầu do căn bệnh này lên ít nhất 4 người. Một số triệu chứng phổ biến về bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em là buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca viêm gan cấp tính này. Chuyển sang một tin tức về sức khỏe khác, cũng trong ngày 3 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo về bệnh béo phì ở châu Âu.
Theo đó, gần 1/4 người trưởng thành của châu lục này đang bị béo phì. Số người béo phì ở châu Âu đã tăng gần 140% trong 50 năm qua. Châu Âu hiện đang là khu vực có tỷ lệ người trưởng thành béo phì cao thứ hai chỉ sau châu Mỹ. Béo phì liên quan đến một loạt các bệnh khác, bao gồm các biến chứng cơ xương, tiểu đường loại 2, bệnh tim và ít nhất 13 loại ung thư. Báo cáo cho biết, trên toàn khu vực châu Âu của WHO, béo phì có khả năng là nguyên nhân trực tiếp gây ra ít nhất 200.000 ca ung thư mới hàng năm. Con số này dự kiến sẽ tăng lên trong những thập niên tới. Đồng thời, WHO cảnh báo thừa cân và béo phì được cho là liên quan đến cái chết của khoảng 1,2 triệu người ở châu Âu, chiếm 13% tổng ca tử vong của khu vực. Trong báo cáo ngày 3 tháng 5, WHO kêu gọi các nước thay đổi chính sách để ngăn ngừa béo phì và thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn, bao gồm đánh thuế đồ uống có đường, trợ cấp cho thực phẩm lành mạnh, cũng như hạn chế quảng bá thực phẩm không lành mạnh cho trẻ em. Cuối phần tin thế giới là một tin tức về Trung Quốc. Hồng Kông, nơi từng là thành trì của tự do báo chí ở châu Á, đã tụt xuống vị trí thứ 148 trong bảng xếp hạng hàng năm về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, mức giảm gần 70 bậc trong năm qua. Tổ chức Tự do báo chí cho biết, sự lao dốc rõ rệt là kết quả của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới vào năm 2020 và sự hồi sinh của đạo luật từ thời thuộc địa những năm 1930. Kể từ năm 2020, ít nhất 3 hãng truyền thông đã bị buộc phải đóng cửa bởi các cuộc điều tra về cái gọi là an ninh quốc gia hoặc đóng cửa tự nguyện do các rủi ro pháp lý và an toàn của nhân viên. Trong khi đó, hàng chục các nhà báo và giám đốc điều hành truyền thông cũng đã bị bắt giữ theo luật mới. Khi chỉ số tự do báo chí này bắt đầu được thống kê vào năm 2002, Hồng Kông xếp thứ 18 và bắt đầu tụt hạng sau các cuộc đàn áp biểu tình dân chủ vào năm 2014 và năm 2019. Lãnh thổ Trung Quốc này hiện xếp ngay dưới Philippines và Sri Lanka và cao hơn một chút so với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Ba ngày 3 tháng 5 cho biết tự do báo chí của Hồng Kông vẫn sôi động hơn bao giờ hết với lý do số lượng lớn các tổ chức khu vực và quốc tế vẫn đang hoạt động tại Hồng Kông cùng với các phương tiện truyền thông địa phương. Tuy nhiên, ông Tom Grundy, người sáng lập kiêm tổng biên tập của tờ Hong Kong Free Press, chỉ ra rằng việc có nhiều hãng tin hay không không phải là chỉ số đo lường tự do báo chí. Mà hầu hết, các hãng tin này thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của các tập đoàn Trung Quốc hoặc sở hữu của những người có lợi ích kinh doanh ở Trung Quốc. Nói cách khác, những hãng tin này phục vụ cho mục đích tuyên truyền của Bắc Kinh. Mời quý vị quay trở lại với phần tin trong nước. Nhiều tỉnh thành bùng nổ du khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, từ 30 tháng 4 đến 3 tháng 5, nhiều tỉnh thành trên cả nước đạt doanh thu du lịch lớn, vượt xa mong đợi. Trong đó, 3 tỉnh dẫn đầu là Hà Nội, Sài Gòn và Thanh Hóa khi lượng khách du lịch tăng cao. Cụ thể tại Hà Nội, theo thống kê từ Sở Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ, thủ đô ước tính đón hơn 550.000 lượt khách, tăng gần 20 lần, doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt khoảng 2.000 lượt khách. Cùng với Hà Nội, Sài Gòn cũng mang về hơn 1.600 tỷ đồng doanh thu với 420.000 lượt khách tham quan tại các điểm du lịch, khu vui chơi, 13.200 lượt khách quốc tế, 186.800 lượt khách nội địa, 95.000 lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú với 65% đến 70% công suất phòng. Thanh Hóa là tỉnh có doanh thu du lịch cao nhất khoảng 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% với 898.000 lượt khách, tăng 85,6% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021. Trong dịp này, một số tỉnh khác cũng có doanh thu du lịch tăng bình quân từ 40 đến 50% như Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Lâm Đồng, các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến. Từ hôm nay ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên website https://thisinh.thitotnghiệpchunghocphothong.edu.vn. Riêng thí sinh tự do sẽ đăng ký trực tiếp tại đơn vị đăng ký do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đăng ký dự thi trực tuyến và lưu ý thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi.
Như vậy, trước khi thực hiện các thao tác đăng ký, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, kiểm tra thông tin, xác nhận đăng ký, xuất phiếu đăng ký sang file PDF, lưu file trên máy tính hoặc email, hoặc in lưu lại để đối chiếu khi cần thiết. Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý. Từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại trường. Chậm nhất ngày 24 tháng 6, thí sinh nhận giấy báo thi. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7, thí sinh bắt đầu dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngày 24 tháng 7, công bố kết quả thi. Ngày 28 tháng 7, công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Liên quan đến giáo dục, giải thích nguyên nhân học sinh khối lớp 1, 2 và 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đều phải mua sách giáo khoa mới cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với sách của chương trình cũ. Và với học sinh khối lớp 3, 7, 10 cũng phải mua sách giáo khoa năm học tới với giá tăng cao. Các nhà xuất bản cho biết có nhiều chi phí tốn kém hơn so với trước khi làm sách giáo khoa như do sách giáo khoa in màu, giấy tốt, khổ to, do các chi phí giới thiệu và truyền thông. Tuy nhiên, theo báo Thanh Niên, còn một nguyên nhân không được nhắc đến, đó là do có quá nhiều đầu sách bắt buộc. Chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác, Long An dừng giải quyết thủ tục đất đai tại các khu vực đã quy hoạch. Mới đây, tỉnh Long An đã dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục đất đai tại các khu vực đã quy hoạch để thực hiện dự án giao thông như DT830E, DT827E, DT823D. Dự án GPMB tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D và 830E. Theo đó, tỉnh sẽ không giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất, hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đối với khu vực đã có thông báo thu hồi, khu vực đã quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thực hiện các công trình dự án theo quy định. Tỉnh này cho biết, thời gian qua, việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng, tách thửa, chuyển quyền sử dụng chưa chặt chẽ. Người dân từ các tỉnh khác đến nhận chuyển nhượng đất, trồng lúa không đảm bảo quy định. Trong đó, nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng, nhưng diện tích bình quân đầu người không đủ tối thiểu, tự ý san lấp mặt bằng và thay đổi mục đích sử dụng đất để phân lô bán nền. Quảng Bình hư hại hơn 13.000 hecta lúa sau đợt mưa bất thường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh này, đợt mưa lũ bất thường trong 2 ngày qua đã khiến cho hơn 2.700 hecta vụ lúa đông xuân bị ngập và đổ ngã. Trong đó, các khu vực bị thiệt hại nặng gồm có huyện Quảng Ninh khoảng 1.700 hecta, Lệ Thủy trên 650 hecta, thành phố Đồng Hới khoảng 250 hecta, huyện Bố Trạch khoảng 100 hecta và thị xã Ba Đồn trên 15 hecta. Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân cứu lúa bằng cách thoát nước, sớm tiêu úng trong ruộng. Với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới, bà con chủ động thu hoạch sớm, phần diện tích còn xanh thì buộc và dựng lại thành cụm. Còn tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn từ đêm 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 cũng làm hơn 7.800 hecta lúa bị ngã đổ. Tại tỉnh Quảng Trị, đợt mưa to gió lớn từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 cũng làm hơn 3.000 hecta vụ lúa đông xuân tại các huyện Vĩnh Linh, Do Linh và Triệu Phong bị đổ sạp ngập úng. Những diện tích lúa bị ảnh hưởng đều bắt đầu chín, chuẩn bị thu hoạch. Người dân nơi đây đứng trước nguy cơ mất mùa. Trước đó, vào những ngày đầu tháng 4, cũng tại Quảng Trị xảy ra một đợt mưa lũ bất thường, khiến cho 11.277 hecta lúa và 3.300 hecta cây trồng các loại bị ngập úng, đổ ngã. Hàng trăm diện tích nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh bị thiệt hại, nhiều km kênh mương nội đồng bị sạt lở và cuốn trôi. Tại Sài Gòn, mưa dông cũng khiến 7 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải quay đầu, hạ cánh tại sân bay khác. Như chuyến Phú Quốc, Tân Sơn Nhất phải quay đầu về lại sân bay Phú Quốc. Chuyến từ sân bay Phú Bài, Huế đi Tân Sơn Nhất, chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Chuyến từ sân bay Nội Bài đi Tân Sơn Nhất phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. 3 chuyến từ sân bay Phù Cát, Bình Định, Đà Nẵng và Nội Bài đi Tân Sơn Nhất phải hạ cánh xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Thời tiết xấu cũng khiến cho hàng loạt chuyến bay đến Tân Sơn Nhất trong chiều 3 tháng 5 bị trễ. Và cuối cùng là một thông tin đáng chú ý. Nguy cơ sập gầm, gần 200 chiếc Toyota Rise bị thu hồi tại Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 191 chiếc Toyota Rise nhập khẩu Indonesia sản xuất từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 8 tháng 10 năm 2021 được thu hồi để khắc phục lỗi ở mối hàng trên ụ giảm chấn phía trước. Chương trình thu hồi của Toyota sẽ bắt đầu từ tháng 5 cho đến khi hoàn thành việc sửa chữa. Thời gian khắc phục lỗi dự kiến từ 7 đến 24 tiếng mỗi xe.
người dùng không phải trả phí khắc phục lỗi này. Ổ giảm chấn nằm trong khoang máy, nâng đỡ tải trọng trên bánh trước và dẫn hướng hệ thống lái. Theo cục đăng kiểm, những chiếc Rise lỗi có thể bị bong mối hàng ở ổ giảm chấn khi bị tác động mạnh như chạy qua gờ giảm tốc, ổ ga. Trong trường hợp xấu nhất, xe bị sập cầm gây mất lái, mất an toàn. Trước đó, hồi tháng 3, Toyota đã thu hồi gần 15.000 chiếc Rise tại Indonesia vì lỗi tương tự. Hiện, hãng xe Nhật chưa ghi nhận trường hợp nào gặp tai nạn vì lỗi này. Và đến đây, bản tin trưa cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!